Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về số bị lao tù khổ sở do nhân gì. Các bạn có biết rằng đến trọt trần gian này ai cũng sợ cái cảnh lao tù đúng không các bạn? Nó nghèo khổ đã đành rồi mà còn lao tù nữa. Mà hả, giàu có là hả cũng hạnh phúc là hả mừng rồi, mà hả giàu có mà làm xê xích chút xíu hay gì đó hoặc cái gì đó là bị lao tù, bị khổ sở, bị tiêu tan sự nghiệp, bị hả coi như mất hết tất cả những gì mà coi như là cái công trình đến mặt trần gian này để mình hả giống như sự nghiệp mình làm ăn đó đúng không các bạn, là tiêu sạch hết nó. Cho nên Tiết Già chia sẻ để cho các bạn giữ vững được cái sự nghiệp của mình và giữ vững được cái con đường mà gọi là hạnh phúc. Nó đơn giản lắm các bạn ơi, chỉ có mình hả tu tập và nhường nhịn thôi, nó có nhiều đó thôi à. Mà nói chung là nhiều khi ai cũng vậy, cái tính tình ta rất là nóng đúng không, thì ai nóng tính thì ráng cố gắng nha các bạn. Cái kỳ này nó khó khăn lắm, cái kỳ sàng lọc này hả sàng coi như là mạnh quá đi, coi như là nó hất hết trơn những cái gì mà hả gọi như là trấu tro bụi ra hết để lấy những cái hạt gạo cội đó các bạn. Nó tại vì cái lý do mà hả lao tù mà khổ sở là tại vì kiếp trước mình làm ác, chẳng nhường nhịn ai, mình nghĩ rằng mình giàu có rồi hả, giống như hả mình nói rằng hả mình giàu là mình ngon rồi, mình có tiền là hả mình muốn ăn gì ăn, muốn nói gì nói, mình không nhường nhịn bất cứ ai hết. Đây là nói về cái kiếp trước đó các bạn. Thì cái kiếp này á là mình dễ bị vô cái cảnh mà rạc tù, mà gặp cái kiếp này mình lên á là mình tiếp tục mình hả ác độc, mình không nhường nhịn ai nữa hết, như là mình nói sao mà cho người ta đau khổ mà mình hả cười hả mình khoái chí, là cái này là nó tội lớn dữ lắm luôn. Nó tại vì thường thì nhân đời trước nó kéo theo đời hiện tại là đời bây giờ, rồi tiếp tục coi như là mình hại người nữa nên mới tội chồng tội, cái này coi như là bị khổ sở dữ lắm luôn. Cho nên Tiết Già chia sẻ để ai các bạn nào mà hả lỡ mà giận ai hờn ai thì đừng có bao giờ mà nóng tính nha, kệ mình chịu thua người ta một chút không có sao hết các bạn ơi. Hoặc là người ta chửi mình, người ta mắng nhiếc mình thì mình cũng kệ nó, mình chịu thua đi mà mình được yên phận, mình được ở ngoài đời không có vô những cái cảnh lao tù khổ sở, ung thư bệnh tật, tất cả những cái gì nó nói chung là bị bệnh cũng như vô cái chỗ mà lao tù vậy. Tại vì thường thường bị bệnh là nó chụp thuốc mê rồi hả giống như là mình mê man bất tỉnh, tất cả những cái gì nó khổ đau trên trần gian hả quá sức tưởng tượng như ngày hôm nay. Cho nên Tiết Già mới chia sẻ để các bạn tránh hết tất cả những gì khổ đau lao tù bệnh tật, tất cả những gì bằng cái con đường đơn giản quá đúng không các bạn, tu tâm dưỡng tánh, ăn chay niệm Phật, làm lành tịnh khẩu, có nhiêu đó thôi à các bạn. Nó quá dễ luôn mà hả, cái này là cũng hơi khó, nhiều khi nóng tính quá không có tịnh khẩu được. Rồi nhiều khi mình buồn đời cái mình ra mình quất hai ba chai rượu, hai ba chai bia rồi cái này là nó tiêu luôn. Rồi cái mình ăn thịt động vật nữa, rồi làm sao mà mình ăn chay niệm Phật được đúng không các bạn. Đó rồi hả mình nhậu mà làm sao, không lẽ mình ngồi đó mình nhậu mình ăn thịt động vật mà mình ngồi mình chắp tay mình niệm Phật, cái này cái còn lạ nữa đó. Nói chung là mình phải bỏ uống rượu và bỏ ăn thịt động vật thì mình mới có thể ăn chay niệm Phật được các bạn. Nó rất là dễ dàng cho các bạn tu nè, hoặc cái đời hiện tại này làm ác không nhường nhịn ai nè các bạn. Cái đời này mà làm ác không nhường nhịn ai, muốn hơn thua thì coi như là gông kìm kẹp nó nhốt vào trong bóng tối nó, rồi quả báo nhãn tiền đó các bạn thấy không. Nói chung là hả trên trần gian này mình nhúc nhích chút xíu là cái tai nạn nó tới đó các bạn. Tại sao mà Tiết Già dám nói mạnh dạn về trong đời Tiết Già bị tai nạn rất là nhiều luôn các bạn ơi, tại vì hả bị đủ kiểu hết. Cho nên Tiết Già học cái lý do như thế nào mà mình đến mặt trần gian này sao mình khổ dữ vậy, đã mình nghèo rồi mà mình còn bị khổ, bị tai nạn, bị tất cả những gì nữa đúng không các bạn. Cho nên hả Tiết Già học để chia sẻ cùng các bạn để các bạn tránh ra khỏi những cái dòng lao lý khổ sở. Nó cái dòng lao lý này không phải tù tội mà hả lao lý khổ sở trên trần gian, bị chồng hành hạ cũng là hả đóng cửa lại cũng như lao tù vậy đúng không các bạn. Cái gì cũng vậy, rồi ép không ép gì nó nhốt mình vô cũng gọi là hả lao tù, tất cả những gì tại vì cái số nó đã lao tù rồi đó, thì là chắc
chắn 100% là coi như nó sẽ tới ngay thôi. Đó, làm gì không biết mà hại người là bị phạt đó các bạn. Hại người là như thế này, nhiều khi mình thấy người ta đẹp hơn mình, hay là người ta giàu hơn mình, hay là người ta như thế nào không biết, người ta có thể là người ta là ca sĩ, người ta hát hay hơn mình đi hen, cái tự nhiên mình cũng ghét người ta ngang nữa. Nó lạ lùng vậy. Nếu như mình không thích một người nghệ sĩ nào đó thì mình nói thôi, tôi không thích anh nghệ sĩ này, tôi đi tìm anh nghệ sĩ khác tôi nghe. Nó, tôi không thích cô ca sĩ này, hát kỳ quá, hát chán quá, tôi kia tìm người khác. Rồi người mẫu này mình thấy sao mà đi mà cách quớt cách gì mà không đẹp dĩ trơn, ngày thôi mình đi tìm người khác để mình xem. Cho nói chung là bây giờ là truyền thông nó cũng có rất nhiều để mình xem, mắc mớ gì mà mình không thích rồi mình vô mình nói này nói kia nói nọ, đâm ra mình tự nhiên mình gây cái khẩu nghiệp nó đơn giản vậy. Rồi cái mình về cái hả, mình thấy nó hả dạ, mình vui quá, mình cười hí hí. Cái vài năm sau hoặc một tháng sau, hai tháng sau, tùy theo cái nghiệp chướng nhiều ít, hoặc là cái người mà nói đó người ta phước mỏng quá thì cái nghiệp nó tới rất là nhanh đó các bạn. Phước dày thì cái nghiệp nó hơi chậm chút xíu, tại vì phước đè nghiệp đó các bạn. Cho nên tí già chia sẻ đó cho các bạn, đừng bao giờ mà cũng như là hả làm những cái chuyện gì mà nó nhỏ nhoi như vậy, nó không có quan trọng mà hả lại ngược lại nó khổ. Chứ không phải tiếc già giận các bạn là hả giống như các bạn nói những lời không hay trong cái gì, không phải. Tiếc già lo lắng cho các bạn là sợ rằng các bạn nói những cái lời không có tốt đẹp rồi các bạn bị nghiệp thôi. Chứ nói như tiếc già đã người tu rồi là không có còn sợ, không có còn giận hờn gì nữa. Đó, nhiều người nói hả cái miệng thì làm từ thiện mà tại sao lại vụ lợi đó các bạn thấy không, rồi nói tôi làm từ thiện mà tại sao mà bị khổ, ai biết ở ngoài làm từ thiện mà ở trong vụ lợi gì, làm sao mà tôi biết đó. Cái người đó làm thì cái người đó biết thôi, rồi cuối cùng cái người đó bị đau khổ, người đó bị ép không, bị bệnh tật, bị thở oxy, bị giống như là ép mô, tất cả những gì đều là coi như do mình làm hết, không có ai hết. Nó tiếc già chia sẻ là mong mỏi rằng các bạn đơn giản vậy thôi, bỏ buồn bỏ hết, đừng giận đừng hờn nữa, để hưởng cái cuộc đời hạnh phúc. Tại vì sắp tới là coi như cái kỳ mà gọi là sàng lọc này, trong sàng lọc có đại ân xá nha các bạn. Cho nên á, khi mình tu rồi là mình được đại ân xá, Thượng Đế coi như là hả đã bỏ qua tất cả những gì lầm lỗi của mình mà để cho mình một cái phút sống trên trần gian này là nhờ cái sự tu tập sắp tới của mình, đúng không? Cái này là mình nói về những vấn đề mà cái sự tiến tới là sắp tới đó các bạn. Đó rồi ha, bây giờ ha, nếu mình ha, cũng như là cái sự tiến triển của mình tu á thì ha mình đã hưởng, còn nếu như mình không tu là coi như là mình ngăn chặn lại, mình không được hưởng mà cái nghiệp nó quay ngược trở lại nữa. Tại cái kỳ này nó rất là lạ đó các bạn. Cho nên hả tại sao nói rằng kỳ ba là như thế đó, rồi hả nói rằng hả hoặc hại cũng như là gia đình người ta, đúng không các bạn? Nhiều khi á, mình nói một lời đơn giản thôi, mình nói trời ơi nhỏ đó hả hồi trước hả nó lấy thằng kia, thằng nọ thằng kia gì, cái vô tình người ta giờ người ta đang có chồng mà mình làm như vậy, rồi chồng người ta quýnh ta cái mặt sưng lên, rồi hả tan quan nhà cửa, nó đập tivi, nó đập đổ nát hết trơn, nhà cửa tiêu tàn, sự nghiệp rồi gia đình mất hạnh phúc, cái này nó còn tội ác nữa, đúng không các bạn? Rồi tưởng sao mình nói cái miệng mình nó đã quá đi, rồi cuối cùng nhà cửa người ta tan quan hết trơn, các bạn thấy làm gì có tội không? Đó, thấy chưa, có lời nói của mình thôi mà cái nhà cửa người ta tan nát hết trơn, vợ chồng người ta thôi ly dị luôn nữa, rồi cái này hả mình lãnh còn cái nghiệp còn nặng ác nữa đó. Người ta đau khổ á, là các bạn biết sao không, cái người đau khổ thường á, người ta khóc thầm, người ta nằm đêm người ta khóc thầm đó, người ta hiền mà người ta đâu có chửi lại được, rồi người ta khóc thầm, người ta nói trời ơi Thượng Đế ơi sao con khổ quá, Phật ơi sao con khổ quá, sao cái chị kia cái bà kia ông kia lại nói con như vậy, làm cho chồng con quánh con, gia đình con tan nát, trời ơi sao con khổ vậy, Phật ơi cứu con đó. Cái này là coi như là cái người nào mà hại á, một lời nói thôi mà người ta khổ đau như vậy, thấy không? Rồi cái lúc này thần linh ghi chép vô bắt đầu nói á, tại sao mà nhà ngươi mà lại hại người ta như vậy, rồi ta sẽ cho nhà ngươi vô cũng như là những cái cổng sắt cho nhà ngươi biết, nó có những cái đó.
rất là lạ, mà nhiều khi các bạn nói ủa sao năm nay nó ly kỳ vậy. Đây rồi còn nhiều chuyện ly kỳ nữa các bạn ơi, những người làm quan làm chức vụ làm lớn là coi như là những chuyện gì nó ly kỳ từ đây sắp tới Tiết Già không có dám nói mà gọi là ai hết. Mà Tiết Già nhìn thấy cái người đó trên khuôn mặt đó, người ta có những cái gọi là những cái nghiệp á, các bạn biết không, cái nghiệp nó tới á, là làm cho khuôn mặt nó sầm xì, những cái mũi bắt đầu nó mỏng mỏng đi, tất cả những gì coi như cái miệng tự nhiên đang gì cái nó móm móm vô, nó hóp hóp vô rồi hả, giống như cái càm cũng vậy, tự nhiên nó nhọn nhọn xuống, tất cả những gì là coi như là trên khuôn mặt mình tụ nghiệp đó các bạn, đó thấy chưa. Mà hả, Tiết Già không có dám nói, mà Tiết Già biết trước hết trơn luôn. Đây là Tiết Già chia sẻ chung để cho các bạn ráng dưỡng tâm. Tại sao mà Tiết Già phải chia sẻ hàng ngày? Tại vì kỳ này là kỳ ráo riết, làm coi như chúng sanh phải chao đảo nếu chúng sanh không biết tu đó. Coi như hả, tiếng đời người ta nói là giống như chuyện động thiên đình luôn đó các bạn. Thấy các bạn nghe cái mình nghe khoái lỗ tai không, giống như trời từ đó giờ tôi chưa biết, nhỏ đó nói như vậy á, giống như ca sĩ đó nói vậy mà không ngờ làm chuyện động thiên đình luôn. Kệ người ta đi các bạn ơi, người ta có làm động thiên đình thì người ta chịu cái nghiệp, người ta chịu. Còn tự nhiên mình nói ra, mình lên mình nói cho cả cộng đồng nghe, rồi nhiều khi cả cộng đồng người ta biết, rồi gia đình người ta biết, bên chồng bên vợ tất cả những gì người ta hả nhục mặt, người ta khổ đau, rồi tưởng sao coi như là mình có thần linh ghi chép mình hả, ngược lại coi như là mình lại thay cái đó là mình lãnh hết của người ta, rồi mình nói ủa sao kỳ giờ nghiệp nó quật là như vậy. Tiếng đời người ta nói vậy đó, cũng như mình nói người ta hả, à, tôi nhốt hả con nhỏ đó vô tù đi, rồi cuối cùng mình ở tù là gãy ông, nó đập lưng ông, rồi mình nói hả, rồi tôi ghét nhỏ đó hả, cho nó hả giống như tiêu tan đi, mà nó chưa tiêu tan là mình tiêu tan đó các bạn. Nó lạ dữ lắm, bởi người xưa người ta nói cái gì cũng có hả, gãy ông là đập lưng ông rồi. À, giống như là hả mình nói làm sao ha, làm sao cho người ta tốt đẹp nè, mình nói cái gì cũng vậy, kệ đó người ta có xấu xa gì. Nhiều khi người ta không phải xấu, mà mình nghe bên đây bên kia biết có chắc chắn vậy không, đúng không các bạn. Tiết Già không có dám phán đoán ai hết nha, Tiết Già chỉ chia sẻ về cái phần mà gọi là tâm linh nè, nhân quả nè, rồi hả tu nhân tích phước nè, rồi hả giống như là tất cả những gì á, cái gì mà nó tốt đẹp á thì Tiết Già mới chia sẻ, còn cái gì xấu á Tiết Già nói để cho các bạn cùng với Tiết Già mà tránh, chính bản thân Tiết Già cũng phải tránh. Vậy Tiết Già đâu có tốt đâu các bạn, không có người nào tốt trên mặt trần gian, đừng bao giờ nói xấu người ta. Nhân vô thập toàn, làm người đến trần gian này mang một cái xác phàm này, ai cũng có tham ăn, tham uống, tham tiền, tham bạc, tham sắc, tham đẹp, tham chồng, tham vợ, tham đẹp trai nè, tham gái đẹp nè, ai cũng bị cái hoàn cảnh này hết luôn. Đừng ai nói ai hết, đừng ai mà nói mà thấy tiền không ham đâu. Bây giờ dù rằng mình tu rồi mà mình thấy tiền cái tự nhiên mắt mình nó cũng sáng sủa lên, tại vì cái đồng tiền mình mua được viên thuốc uống, mình mua được cái sự sống trên mặt trần gian, mình mua được chén cơm manh áo ăn, mà mình thấy tiền mà mình không mừng sao được các bạn. Tiết Già nói thẳng luôn, thấy tiền là tự nhiên mắt Tiết Già nó sáng trưng lên. Mà tiền đó là phải hả, mình bắt đầu mình suy nghĩ nha, cái đồng tiền này nó từ ở đâu đến vậy, con mình cho mình hay là người ta cho mình, hay là đồng tiền mình làm những cái chuyện ác nghiệp gì đó, thì đó là cái tự sự tu tập của mình mà mình suy nghĩ để mình xài cái đồng tiền đó. Đó, Tiết Già chia sẻ thật sự cho tất cả các bạn để các bạn nghĩ rằng là hả, tại sao mà hả người mà hả làm mà cũng như là tốt lành mà tại sao có vô những cái cổng mà cổng sắt lao tù như vậy. Thì nói chung mình chia sẻ để cho các bạn biết rằng đây là nhược lực nhân quả, là hả tất cả những gì nghiệp chướng trên trần gian là nó phải đến thôi, chứ mình đừng bao giờ là hả giống như mình thấy người ta vậy rồi mình nói ừ đáng đời hay cái gì này kia nọ đó, cái này mình cũng có tội nữa các bạn. Vô tình mình hả phán xét, mình nói cũng như mạ nhục, cái câu này là câu mạ nhục nha các bạn. Đó, mình chia sẻ cái lý do là mình phân trần là vạch rõ như vậy để mình nói hồi không có được đâu nha, mình không có nên làm như vậy, để mình tránh xa thôi. Giờ mình gắng tu tập đi, là hả mình sẽ vượt qua tất cả đó. Mình lo cái thân mình, nó do cái nhân mà ác tâm coi như là hả giống như là mưu hại người ta, cũng như là hiếp đáp người ta, thì hết ngược lại mình vô trong cái cảnh mà gọi là lao tù. Nó đơn giản vậy thôi à các bạn. Các bạn thấy nó rõ như ban ngày không?
Hồi xưa các bạn đâu có thấy rõ đúng không? Là tại vì cái đời nay nó quá nhanh các bạn ơi. Thôi Tiết Già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng hạnh phúc vui vẻ, tránh cái sự mà những cái cảnh đau khổ lao tù nha các bạn. Tránh bằng cái con đường tu tập của mình, đó là hưởng được phước trời ban. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.